đa kỳ na dạ nu đi sa dạ sa tha ao ngã sụ kiếp dạ sa tha về ra hòn tụ sắp bê bát chỉ ma dạ nu đi sa dạ sa tha về ra sụ kiếp út ta ra dạ sa dạ sa tha về ra sụ kiếp hòn tụ sắp bê đi sa dạ sa sụ khi họ sắp bê ua dạ sa tha về ra sụ kỳ hôn tụ sắp bê hết thì ma dạ đi sa dạ sa tha về ra sụ kỳ hôn tụ sắp bê sa ta về ra hôn tụ sun tụ nít đục ca hôn tụ áp gia bà cha hôn tụ ani ga hôn tụ đi ga dụ ca hôn tụ aro ga hôn tụ Sambati hi samiyan tu suki atanang bar dukha bata chani dukha bayapata chani paya soka bata chani soka hon tu sappe vibani no. Ewan me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang Viharati che tawane anata bindika saarame atako anyatara dewata apikanta jaratiya apikanta wanna ke walakapang che tawanang opasetto che na bhagavate nubasangkami upasangkami toa bhagavantang apivade toa ekamantang atasi Ekamang tang thi tha ko sa de wa ta bhagavang tang ga tha ya at cha pa si bahu de wa manut sa cha mangala ni a chin tha yung a khang kha ma na so tha nang phu hi mangala mut ta mang a se wa na cha pa la nang ban di ta nan cha se wa Puya cha puja niya nang etang mangala muttamang batiru bade sawaso cha bebe cha katabun nyata atta sama bani tija etang mangala muttamang bahu sakchan cha sipan cha winyayo cha susi ikito supasita cha yawa cha etang mangala muttamang mata bitu upatanang buttadara sasanggaho anakula cha kammanta etang mangala muttamang danan cha dhamma chariya cha nyata kanan cha sanggaho anawacha nikhamma ni etang mangala muttamang arati virati baba macca pana cha sanyamo appamado cha dhamma su etang mangala muttamang garavo cha niwato cha sangputhi cha katanyuta kale na dhamma sawanang etang mangala muttamang khanti cha so vacha sata samanan cha dasanang kale na dhamma sakaccha etang mangala muttamang tapo cha brahmachariyan cha riya sakcha na dasanang nibbana sakci kiriya cha etang mangala muttamang Buddha salo kadamme hi cittang jasana kampati asokang virayang khemang etang mangala muttamang eta disa nikattva na sappattha maparacita sappattha sothin gacchanti tang te sang mangala muttamante. Yeah, kính chào đạo tràng, giờ sẽ đọc tiếng Việt ha. Hạnh phúc kinh. Chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Xin Ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng giải như vậy: không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân thật là phúc lành cao thượng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng.
Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Thế Tôn là dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải thế nào tránh thoát đặng ăn mạnh lành, ta đây sự chết cũng dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Các pháp vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não, chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, mô Phật, kính chào đạo tràng. Bây giờ là 9 giờ 16 phút rồi. Sư mới đưa cái bài số 3, Kinh Pháp Cú. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi đọc qua cái bài kinh này nhé. Bây giờ sư Xuân Phong đọc trước, mời quý vị từng người giơ tay đọc. Quý vị có thể đọc tiếng Việt cũng được. Mỗi đêm mình cố gắng mình học bài vậy đó. Học tóm tắt đó. Rồi, Kinh Pháp Cú số 3. A cốc chi măng a quá chi măng a chi ni măng a pa si mê dê cha tăng u pa đầy hành tí về rằng tê sang na sam ma tí. A cốc chi măng a quá chi măng A chi ni măng a pa si mê dê cha tăng u pa này hành tí về rằng tê sang na sam ma tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ, sư kính mời quý vị nghe. Người nào đọc được cả hai thì được, thì tốt. Còn ngại thì đọc tiếng Việt cũng được. Rồi, ai Xuân Phong? Ai Xuân Phong đây, giơ tay lên. Rồi, Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ Nguyên Như xin Xuân Phong đọc trước ạ. Ác cốc chí măng á quá thí măng á chí ní măng á hà xí mề dề chá tăng ú bá ná dành ú bá này hành tí quê rằng tề sằng ná sầm má tí. Ác chí măng á quá thí măng á chí ní măng á hà xí mề
về cha tăng ú bá này hành tí quê rằng tề sằng ná sầm má tí ác khóc chí mằng á quá thí mằng á chí ní mằng á hà xí mề về cha tăng ú bá này hành tí quê rằng tề sằng ná sầm má tí A cọc chi măng, a wa thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Ye cha tăng u, ba nay han ti, we rang te sang, na sam ma ti. An cọc chi măng, a wa thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Ye cha tăng u ba nay han ti, we rang te sang na samati. A cọc chi măng, a wa thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Ye cha tăng u ba nay han ti, we rang te sang na samati. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và Nguyên Như xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu số 3, câu pháp cú số 3 ạ. A cốc chi măng, a quá thi măng, a chi ni măng, a hà si mê, dê chát tăng, u ba này hành ti quê. Tí quê rằng tề sằng na sầm ma tí. A cốc chi măng, a quá thi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Dê chăng, u ba này hành tí quê rằng tề sằng na sầm ma tí. A cốc chi măng, a quá thi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Dê chá tăng, u ba này hành ti huệ rằng tề sằng na sầm ma tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể ngôi. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong, và con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con là Diệu Pháp, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, và dạ, con xin kính chào quý cô. Diệu Pháp xin đọc câu số 3, tại đang bị cảm cho nên. A cớp chi măng, a quát hi măng, a di ni măng, a ha si mê, dê chá tăng, u ba năng hành tí quê răng, tê sang nê sa ma tí. A cớp chi măng, a quát hi măng, a di ni măng, a ha si mê, dê chá tăng, u ba năng hành tí quê răng, tê sang nê sa ma tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xuống mít. Dạ, yeah, mô Phật, sa thú quý vị.
Kính thưa quý vị, bây giờ là 9:24 rồi, chắc Pháp Sư cũng sắp đến. Sư kể ngắn gọn cái tích truyện về cái câu số 3, số 4 này. Thì thưa quý vị, câu chuyện này đó, Đức Phật kể lại cho cái vị tỳ kheo, tức là đệ tử của Ngài đó, lúc này Ngài đang ở kỳ viên tịnh xá. Thì thưa quý vị là ở chùa Kỳ Viên đó, lúc này có một vị tên là Ki Xá. Ông này lúc ở ngoài đời đó là người trong hoàng tộc, ông ta là hoàng tử đó, rồi khi lớn tuổi rồi thì mới xin Đức Phật đi tu, đi xuất gia, tên là Ti Xá. Thì khi mà ông đi xuất gia đó thì ông không có kính trọng những vị tăng khác, mặc dù là những vị tăng khác á, tuy rằng nhỏ tuổi, tuổi đời thì nhỏ hơn, nhưng mà tuổi đạo thì họ cao hơn. Mà vị Ti Xá này đó, ông không có kính trọng, ông coi thường. Rồi nói chỉ dạy ông á, thì ông nổi sân, ông nặng, nó nặng nó nhẹ trở lại. Bởi vì cái người mà lớn tuổi mà đi đi tu á, thì cái bản ngã của họ nó lớn lắm. Thứ nhất là vị này khi mà còn ở ngoài đời đó thì ông ta là một là người ở trong hoàng tộc đó, cho nên chức phận của ông ta thì lớn ha, quyền lực của ông ta thì nhiều, nói ai cũng phải nghe, cũng phải phục tùng. Nhưng mà khi đi xuất gia thì là khác. Đi xuất gia rồi thì tính theo tuổi hạ chứ không có tính theo tuổi đời, cho nên ông ta mới xuất gia thì coi như là nhỏ nhất, nhỏ nhất trong tăng đoàn. Nhưng mà ông ta lại còn cái thói, cái tâm ở ngoài đời đó, cái tâm ngã mạn, cái tâm quyền lực ở ngoài đời nó quen á, cho nên khi mà ông ta làm sai á, thì mấy vị tăng trẻ nhắc nhở thì ông ta nổi giận ha, ông ta nổi giận, ông ta đi mét Đức Phật đó. Thì khi mà ông ta mét với Đức Phật là nó mắng tôi, nó đánh tôi, đại khái vậy, nó coi thường tôi rồi gì đó, thì Đức Phật mới nói lên cái bài kệ này ha, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Thì ở đây cái câu mà ai ôm hiềm hận ấy, tức là ai mà chấp thủ ha, thì người đó sẽ bị đau khổ, giận dữ và đau khổ. Thì trong cuộc sống mình mà, trong đời sống của mỗi người, ai ai lại không gặp những cái chuyện trái ý nghịch lòng, phải không? Ở chỗ làm có nhiều khi bị bạn bè nói nặng nói nhẹ ha, rồi có nhiều khi bị chủ, bị sếp á, làm khó làm dễ, hoặc là nói nặng nói nhẹ. Thì trong đời sống này ai cũng bị, cũng bị khen, cũng bị chê, được khen và bị chê. Nếu mà chê thì giận, giận. Cho nên giận mà không biết tu tập, mà không biết quán chiếu cái lỗi này là lỗi của mình. Nếu lỗi của mình thì mình buông xả rất là dễ. Nhưng mà cái vấn đề của mình là mình ngã mạn đó, thay vì lỗi của mình thì mình đổ thừa lỗi của người ta, trách người ta, mắng người ta, cho nên cái đó là cái vấn đề. Cho nên ở đời thì các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên sanh, có khi mình gặp những chuyện như ý và những chuyện không như ý, gì nhớ nha, phải chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, phải biết nhẫn nhịn, phải biết tùy ha, phải biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Để chi? Để mình không có hận thù, không có hận thù.
Tại vì hận thù quá mà chấp thủ mình đau khổ lắm. Đi tưởng tượng coi, người ta nói là quân tử đó 10 năm mà trả thù cũng chưa muộn. Quân tử đó, 10 năm trả thù cũng chưa muộn. Dẫu gì tưởng tượng coi 10 năm đó đó mà hận thù ở trong lòng khổ biết chừng nào, phải không? Sống trong tâm sân rất là đau khổ. Rồi, đại khái là như vậy. Đại khái là mình tu á, lỡ mà mình gặp những cái điều không như ý ha, ta mắng, ta chê mình, ta trách mình, ta nói nặng nói nhẹ mình, ta nói xấu mình, người ta hơn mình đó, mình phải phải cố gắng ha, cố gắng để không hận, không giận, không thù ha. Mình cố gắng phải từ bi hỷ xả. Thì câu chuyện ngắn gọn như vậy, bởi vì thời gian tới đây cũng vừa phải lẻ rồi, nhưng mà chưa thấy pháp sư đến. Thôi thì mời một vị xung phong thọ tam quy ngũ giới đi, hy vọng pháp sư sẽ đến. Ai giơ tay đây? Rồi, kính mời Nguyễn Trang. Nam Mô Bích Thái Giáng. Dạ, con Nguyễn Trang. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm và kính chào Đạo Trang. Và sau đây con kính mời Đạo Trang cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Ukasa Mayang Phan Tê Quy Sung Quy Sung Rakhanaktha Yati Sarane Nasahapan Chasilaniya Chama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti yam bi ma yang phan te quy sung quy sung rakhanaktha yati sarane nasahapan chasilaniya Chama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tạ ti yam bi ma yang phan tê quy sung rakhanak tha yati sarane nasan cha si la niya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ kính sư, đạo tràng, chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Và sau đây con kính cung thỉnh sư Thanh Tâm từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duti chambi sanggang saranang gacchami, tati chambi buddhang saranang gacchami, tati chambi dhammang saranang gacchami, tati chambi sanggang saranang gacchami. Rồi mời Nguyễn Trang. Nam mô tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi,
Dutiyam bi puttang saranang gacchami. Dutiyam bi thammang saranang gacchami. Dutiyam bi sangkhang saranang gacchami. Tatiyam bi puttang saranang gacchami. Tatiyam bi thammang saranang gacchami. Tatiyam bi sangkhang saranang gacchami. Ti sarana ga nang paripunnang, pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana ti ba ta ve ramani sika padang samadhiyami. Adinna dana ve ramani sika padang samadhiyami. Kame sumicca chara ve ramani sika padang samadhiyami. Musa vada ve ramani sika padang samadhiyami. Sura meraya machapamadathana veramane sika padang samadhiyami. Rồi, Nguyên Trang. Banatipata veramane sika padang samadhiyami. Adinnadana veramane sika padang samadhiyami. Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami. Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Surameraya machapamadatthana veramani sikha padang samadhiyami. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giữ luật cho được, đừng để lắm nha. Dạ, một Phật kính lễ Thì Kheo Pháp Tính. Kính chào đạo tràng. Bây giờ mời Nguyên Trang sám hối Phật Pháp Tăng nha. Sa thu sa thu lành thai. Uttamang ge na wan de hang ba da bang sung wa ruttamang. Putthe yo kalito do so. Putto kamatutang mamang. Uttamang ge na wan de hang. Thammang chaduvitam warang. Thamme yo kalito doso thammo kamatutang mamang uttamange na wande hang sankhan chaduvito tamang sankhe yo kalito doso sankho kamatutang mamang. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tập quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ, kính đảnh lễ sư Pháp Tính vừa đến với đạo tràng. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma desana ya janagatha. Brahma jalo gatipati hap sahampati katanjali antiwarang aya jatha santi tasakta paracakha jatika dese tu thammang anukambimang bacang. Sắc thâm ma phê rinh quy na yan cha ca yan sút tan cha ban thâm a phi thâm ma chấm măng a cô ta yan tô cha tu sắc cha tan đăng bắp bồ tha nay ye parisa yamat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dài đời.
nhắm tường lộc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân có tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Tính từ bi hoan hỷ đàn để cho chúng con bài học ngày nay ạ. À. Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ không biết sư Pháp Tính có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ cho con xin tín hiệu. Dạ con, dạ sa thú con kính mời bàn tay của sư Pháp Tính ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng. Kính chào chị Nguyễn, Nguyên Trang, các Phật tử nào 2001, Huệ Ngọc, Thi Lâm, mà năm ông năm 0319, Diệu Pháp. Kính chào Phật tử Nguyên Như, Ubasika. Dạ kính chào toàn thể quý vị. Đã lâu rồi, hôm nay chúng tôi mới có dịp trở lại với lớp học. Được biết trong những ngày qua thì Đại Đức Quy Niệm đảm trách giùm, mà ông không biết hôm nay hôm nay chắc Đại Đức Quy Niệm biết chúng tôi rảnh, sau đó thì không thấy online. Dạ, thật ra thì chúng tôi cũng chuẩn bị cho Chủ nhật này bay qua Ấn Độ. Trong cái thời gian chuẩn bị cũng có được chút ít thời gian, nên chúng tôi nhớ đến lớp học đi lên sinh hoạt, chia sẻ với lớp học, mà mong quan hỷ như một chút tấm lòng thành. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị câu kệ ngôn số 6 trong bài Hạnh Phúc Kinh, Mata Pitu Upatthana, nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha, hay là hiếu thần bậc sinh thành. Vậy thì để bắt đầu vào bài thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhavantang abhivanemi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sangham nammami lokassanatthang varamuttamahang buddhang yathammang chanamakhang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị an tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá.
cầu là thiện trí ha, xa thủ lành thai. À, kính thưa quý vị, ở trong cái bài kệ 38 pháp hạnh phúc đó, thì trong những cái pháp đầu tiên mà chúng ta đã học mà từ trước đến giờ, từ cái pháp thứ nhất đến cái pháp thứ 10, là Đức Phật dạy cho chúng ta có một cái phong cách, có nghĩa là mình sửa chữa, lo cho cái bản thân của mình trở nên tốt đẹp, giống như là mình được một cái sự hoàn thiện về bản thân. Rồi từ cái hạnh phúc thứ 11 trở đi, có nghĩa là Mata Pitu Upatthanam, có nghĩa là cái sự phụng dưỡng cha mẹ, thì là từ cái pháp này là coi như là Đức đã dạy cho chúng ta thể hiện những cái đức hạnh tốt đẹp, những cái tính nết tốt đẹp được thể hiện qua ở bên ngoài đó. Chúng ta nhớ rằng là từ cái pháp thứ nhất đến cái pháp thứ 10 là mình hoàn thiện cái bản thân của mình. Cái pháp thứ 11 trở đi là cái pháp mà để chúng ta tạo phước. Nếu mà nói theo cái thế thường ở bên ngoài đó, thì là coi như là những cái cử chỉ đẹp, nhưng mà nói theo ở trong đạo là lúc này là chúng ta, khi mà chúng ta hoàn thiện cái bản thân của chúng ta rồi, thì chúng ta phải phải có cái sự mà cũng như là mình biết chôn của để dành, hoặc là mình biết cái sự tạo phước. Vậy thì ở trong cái câu kệ này đó, Đức Phật dạy cho chúng ta là mình có cái sự mà phụng dưỡng mẹ, rồi phụng dưỡng cha, rồi mình chăm sóc con, và mình chăm sóc cho vợ. Thì ở trong cái điều này á, có những người ta trước kia đó, có những người ta mới tranh cãi, người ta nói rằng chắc có lẽ rằng là mẹ đó là cái người mà có ân đức nhiều hơn. Thành ra Đức Phật dạy cho chúng ta đó là chăm sóc mẹ trước, rồi mới chăm sóc cho cha, rồi con á, là cái người mà có cái tính cách gần gũi hơn mình, thành ra mình chăm sóc con rồi mới tới vợ. Nhưng mà thật sự ra đó, thì khi mà mình tìm hiểu cho kỹ, mình nghiên cứu cho kỹ đó, thì Đức Phật xin lỗi quý vị, chúng tôi mà nói nhiều cái nó hò, thành ra quý vị cũng thông cảm như chúng tôi. Thì đối với mẹ và cha, không phải ai ân đức nhiều hơn ai hết. Nhưng mà có một cái điều là cái sự gần gũi. Thường thường là quý vị thấy rằng khi mà mình có tạo phước, hay mình có làm một cái công việc gì đó đến một cái ai đó, đến một đối tượng nào đó, thì cái người nào mà gần mình á, thì mình sẽ làm trước. Cái người nào mà gần chúng ta đó, thì chúng ta sẽ đến với cái người đó trước. Thành ra quý vị thấy đối với những cái vị hòa thượng ưa dạy cho chúng ta rằng là khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ tế độ từ bà con gần đến bà con xa, rồi từ bạn bè gần rồi đến bạn bè ở xa. Có nghĩa là chúng ta phải có cái sự tương tự, chứ chúng ta không phải là chúng ta bỏ qua một cái đối tượng nào hết. Đó, rồi. Vậy thì những cái bằng chứng cho chúng ta thấy nè, Đức Ngài không có thiên vị bất cứ một đấng nào hết. Đối với mẹ Ngài, tại sao mà Ngài lên ở trên cái cõi trời, ở một cái cõi trời mà đạo lợi, để mà Ngài thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia nghe không? Mà thuyết pháp cái tạng vi diệu pháp đó, ròng rã ở trên đó 3 tháng trời, 3 tháng trời ở trên đó. Thì ở đây á, khi mà mình tìm hiểu kỹ á, mình thấy rằng là không phải là Đức Phật đối với Hoàng hậu Ma Gia, mà Đức Phật á, là thuyết vi diệu pháp mà thuyết suốt 3 tháng trời. Đối với vua Tịnh Phạn thì Đức Phật thuyết 1000 câu kệ ròng rã trong mấy đêm như vậy.
thì tại sao mà tại sao mà cái điều này nó xảy ra quý vị? Có nghĩa là lúc đó mật chánh đẳng chánh giác ngài quán xét đối với hoàng hậu Maya là có cái duyên, hoàng hậu Maya là có cái duyên lành với cái tạng nguyên diệu pháp. Mà hơn nữa đó, hoàng hậu Maya đó lúc đó sanh lên cõi trời đạo lợi, cái cõi trời đạo lợi đó ở trên đó đó chư thiên các vị toàn là sắc tế không, thành ra đó lúc đó đó Đức Phật phải thiết về cái tạng nguyên diệu pháp mới đúng căn cơ của hoàng hậu và mới đúng căn cơ của các vị chư thiên ở trên đó, chứ Đức Phật ngài không có hề thiên vị sắp xếp giữa cái người cha và người mẹ gì hết. Đức Phật ngài không, quý vị thấy rằng không, ngài không có sắp xếp cái căn cơ gì hết, ngài không có sắp xếp giữa cái bậc này hơn cái bậc kia gì hết, nhưng mà ngài quán xét, ngài thấy mẹ của ngài là coi như là có cái duyên lành với cái tạng nguyên diệu pháp nên ngài lên cõi trời ngài thuyết pháp. Mà quý vị biết không, hoàng hậu Maya đó là sanh lên cõi đâu sức, nhưng mà thuyết pháp thì ngài thuyết ở cõi đạo lợi, là tại sao quý vị? Tại vì ngài phải để cho mẹ của ngài đi xuống, hoàng hậu Maya phải đi xuống ở dưới cái cõi này để mà nghe pháp. Và hơn nữa ở dưới cái cõi đạo lợi đó thì các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát ở nơi đó nhiều, thành ra đó không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra nó có nhiều người ta nói mình tạo phước, mình sanh lên cái cõi chư thiên rồi mình lo mình hưởng lạc không à, rồi mai mốt mình hết tuổi thọ rồi mình đọa xuống sao. Thật ra đó, nếu mà mình mà tạo phước mà mình nguyện, nếu mà đúng mà cái phước báo của mình đủ năng lực mình sanh lên cái đạo lợi thôi. Quý vị sanh lên cõi đạo lợi đó, quý vị sẽ gặp các vị Bồ Tát rất là nhiều. Mình đọc ở trong kinh điển mình thấy thí dụ như là những cái vị đệ tử của ngài Ananda, ngài Moggallana, ngài Sariputta, hoặc là các vị mà thánh cư sĩ, quý vị biết rằng là ở trên cái cõi đạo lợi rất là nhiều. Thậm chí mà bây giờ mà quý vị muốn mà nếu mà mình mà có được cái phước duyên mà đủ năng lực để mà mình sanh về cái cõi đạo lợi đó, quý vị lên trên đó mà gặp các vị chư thiên mà quý vị năn nỉ các vị chư thiên mà quá hiện cái hình ảnh của ngài Sariputta, ngài Moggallana, ngài Ananda, ngài Kacchayana, các vị đó vẫn quá hiện được cho chúng ta, chúng ta thấy những cái tướng tốt, hoặc là các cái vị đó vẫn quá hiện một cái đoàn thể chư tăng giống như trong thời Đức Phật ngày xưa vậy đó. Thành ra bây giờ là vẫn còn, là tại sao quý vị? Tại vì cái cõi trời những cái cõi trời, ví dụ như quý vị thấy rằng cõi trời tứ đại thiên vương đi, một ngày ở trên đó là 50 năm ở dưới đây. Vậy thì cái cõi trời đau lợi đó, khi mà Đức Phật nguyên tịch đó, đến nay đó, là quý vị thấy rằng là 2600 năm, thì nếu mà tính ra nó chưa được 26 ngày, chưa được 26 ngày nữa, thành ra ở trên đó vẫn còn nóng hổi, những cái hình ảnh của Đức Phật và tăng chúng ở trên đó vẫn còn nóng hổi. Thành ra nếu mà chúng ta mà sanh về cái cõi trời đó thì chúng ta vẫn còn gặp những cái vị Bồ Tát và chúng ta vẫn tiếp tục tu tập nữa, vẫn tiếp tục tu tập đó. Thì trở lại với cái chi pháp mà chúng ta đang học, cái sự mà hiếu thuận bậc sanh thành, là tại sao mà chúng ta phải hiếu thuận, hoặc là tại sao mà chúng ta phải chăm sóc cái người mẹ đó. Thì ở trong kinh Đức Phật đã nêu lên cho chúng ta biết được cái công ơn của cha mẹ rất là lớn. Nhất đối với cái người mẹ đó, thì quý vị thấy rằng là ngoài cái chuyện mà mang nặng đẻ đau mà bà còn lo cho mình đầy đủ. Có nghĩa là quý vị biết rằng mình coi ở trong kinh điển mà ngay cả cái điều này Đức Phật cũng mô tả. Cái người mẹ khi mà mang thai một đứa con
chưa biết mặt con mình, con trai hay con gái, xấu hay đẹp, hay là như thế nào. Nhưng mà ngày đêm bà vẫn cầu nguyện là cho con mình được được tốt, được lành. À, thậm chí mà có những cái nơi mà rừng sâu núi thẳm mà nếu mà bà biết được bà cũng đi đến cái để mà cầu nguyện. Thì thật sự ra mình ở trong đạo của mình á, là mình cái những cái điều đó mình không có cầu nguyện, nhưng mà ở đây á, thì nói lên là cái gì quý vị, nói lên là cái tâm, là cái tâm của người mẹ là từ khi mà cái đứa trẻ mình nằm ở trong thai đó mà bà đã thương lắm rồi. À, bà đã thương lắm rồi. Còn cái người cha đó thì quý vị thấy rằng là coi như là cũng luôn luôn nghe người ta nói cái thuốc này nó tốt cho thai nhi, người cha cũng cũng đi tìm đến để mà lo cho cái thai nhi khi mà còn cái đứa bé mà còn ở trong thai. Thành ra đó, nếu mà nói về cha và mẹ đó, là hai cái đấng này, Đức Phật nói rằng là mình trả ơn không biết khi nào mà hết. À, mình trả ơn cho cha mẹ của mình không biết khi nào mà hết. Chúng tôi nhớ ở trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói rằng là nếu mà mình có tóm thâu hết cái thiên hạ này, năm châu bốn bể này, để mà mình đưa cha mẹ mình tôn vinh lên một cái ngôi vị nào đó, nhưng mà chưa có đủ để mà gọi là trả ơn được cho cha mẹ. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là Đức Phật nói là mình cho dù mình lo cho cha mẹ đầy đủ hết, đầy đủ hết ở ngay trong cái đời sống hiện tại này, từ cái ăn, cái mặc, từ cái địa vị, từ cái nói chung là cái danh lợi đầy đủ hết, nhưng mà chưa gọi là trả ơn cho cha mẹ. Tại vì cái ơn nghĩa của cha mẹ nó là quá lớn. Cái ơn nghĩa cái ơn nghĩa của cha mẹ đó thì quý vị thấy rằng là rất là lớn. Ngay cả chúng ta nhớ mình có một cái tích truyện mà vua A Xà Thế, cái tích truyện của vua A Xà Thế, quý vị thấy không, khi mà hoàng hậu của vua Bimbisara mang thai A Xà Thế, bà bị một cái chứng bệnh là ốm nghén, bà thèm cái máu của ông vua, rồi ông vua đã rạch cái tay mình để cho bà nút lấy cái máu đó, rồi khi mà những cái vị quan, những cái vị thần á, ở trong triều đình á, biết được cái điều đó, mới nói với đức vua là cái thái tử này nè lớn lên sẽ giết vua cha để mà xóa ngôi. Thành ra bây giờ yêu cầu là phải khử trước, khử trước khi mà hoàng tử lớn. Người ta yêu cầu là khử cái vị hoàng tử này trước khi mà cái vị hoàng tử này lớn. Mà quý vị biết lúc đó đức vua với hoàng hậu đâu có chịu, không có chịu, dù gì cũng là con mình, vẫn nuôi cho tới lớn. Thì chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện này nó để mà cho quý vị biết rằng là đối với cái cha và mẹ đó, luôn luôn là lúc nào mà cũng có cái sự thương con mà che chở cho con. Thành ra đó, ở trong kinh đó, Đức Phật mới ban tặng cho cha và mẹ đó là bốn cái danh hiệu. Thứ nhất đó, là giống như là cái vị mà Phạm Thiên. Thứ hai đó, là giống như cái vị Chư Thiên là thở ban đầu. Thứ ba đó là giống như là cái người thầy đầu tiên của chúng ta. Thứ tư đó là cái bậc mà đáng cúng dường, cái bậc đáng cúng dường. Ở quý vị thấy rằng đối với tại sao mà Đức Phật nói cha và mẹ giống như cái vị Phạm Thiên. Phạm Thiên á, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó, thì cha và mẹ đó, như lúc nãy chúng tôi nói, khi mà mình mới vừa cấn thai thôi, mới vừa có mặt ở trong bào thai thôi, chưa biết mặt xấu đẹp, chưa biết con mình như thế nào, nhưng mà luôn luôn vẫn có tâm từ, mong cho con mình được an vui, mong cho con mình dù cho nằm ở trong bào thai cũng được an vui. Rồi khi mà đẻ ra đó, quý vị thấy rằng là chúng tôi
nghe ở đọc ở trong kinh điển đó, mô tả lại cái người mẹ khi mà đẻ một cái đứa con ra đó, giống như là banh da xẻ thịt, rồi đứa bé nó mới chui được ra ngoài. Mà lúc đó cái người mẹ không lo về tính mạng của mình, là chỉ nhìn coi đứa bé vừa chào đời có khóc thét lên một cái hay không, rồi có ngất xỉu mà vẫn vui lòng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng mới chào đời là bà đã có tâm bi với con rồi. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là cha và mẹ đó có tâm từ, có tâm bi. Rồi khi mà con cái lớn lên có thành đạt, có nuôi cha mẹ hay không, nhưng mà cha và mẹ vẫn có tâm hỷ, có nghĩa là có cái sự quan hỷ với con mình cho đến lúc mà chết vẫn còn quan hỷ. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật mới nói rằng là cha và mẹ cũng có tâm hỷ với người con. Rồi khi mà cái người con đó có thành đạt, rồi cãi lời cha mẹ, chửi cha mắng mẹ, hoặc là có những cái tách trách, cái trách nhiệm của người con, nhưng mà cha mẹ vẫn bỏ qua, cha mẹ vẫn bỏ qua, đến nỗi mà đến nỗi mà quý vị thấy rằng ở trong kinh ngày xưa có cái tích truyện đó, quý vị biết ngày xưa ở xứ Ấn Độ đó, những người nào mà không lo cho cha mẹ, những người con cái nào không lo cho cha mẹ, theo cái luật của Ấn Độ thời đó là coi như là chém đầu, trảm, xử trảm đó. Thì quý vị thấy rằng có một cái ông đó, khi mà vợ của ông qua đời, ông tài sản ông rất là nhiều, ông nghĩ là ông sẽ tìm một cái người vợ kế, tìm một cái người vợ kế, nhưng mà con của ông thì khuyên ngăn, nói thôi cha già rồi, cha kiếm vợ ông chi, cha ở với tụi con chăm sóc cha như vậy đó, nó còn tốt hơn đó. Thì ông cũng nghe lời, ông có 5 người con, rồi ông cũng đem tài sản đó ông chia cho 5 người con, rồi do 5 đứa con dâu nó giữ. Rồi ở trong thời gian đầu thì ông ở nhà con dâu lớn, rồi ông ở dần dần thì con dâu lớn mới nói ba có tiền thì ba chia cho đều cho 5 đứa, rồi sau ba không là ở lại nhà tụi nó, ba ở nhà con chi, ba ở hoài vậy, tiền thì ba chia đều, tiền thì ba chia đều cho 5 đứa, còn ở thì ba cứ ở nhà con hoài đó. Rồi quý vị thấy rằng con dâu lớn cũng nói như vậy, rồi con dâu kế cũng nói như vậy, con dâu kia cũng nói như vậy. Rồi cuối cùng thì ông buồn, ông mới cầm cái cây gậy, ông đi lang thang, ông xin ăn. Thì khi mà ông gặp lại bạn bè thì ông cũng kể cái sự tình như vậy. Sự tình như vậy thì bạn bè ông mới chỉ là chỉ có Đức Phật cứu ông thôi. Chỉ có Đức Phật cứu ông được cái thoát khỏi cái chuyện này thôi. Thì ông mới đi đến Đức Phật, rồi Đức Phật mới dạy cho ông nghe. Rồi một lần nọ trong một cái buổi mà pháp hội đó, thì ông mới đọc lên cái câu kệ, cái đại ý là nói rằng là ông có 5 cái người con, mà 5 cái người con của ông là nó thua cái cây gậy. Cái cây gậy này á, nó sẽ đỡ đần ông là đứng lên té xuống, hoặc là xua đuổi được thú dữ. Còn 5 người con, ông có 5 người con nhưng mà ông không có nhờ được, không có người con nào bằng cây gậy này hết. Thì lúc đó có ông vua Bát Xê Na Đí, thì quý vị biết vua Bát Xê Na Đí rồi. Vua Bát Xê Na Đí là coi như là nóng tánh, mà sức thì rất là mạnh, người thì rất là dữ. Đó, thành ra ông nghe, rồi hội chúng người ta nghe, đã nói đâu, con ông đâu, con không đâu, mấy đứa nào đâu. Thì ông mới chỉ, đó, con ông đầy đủ hết ở trong cái pháp hội này. Đó, xong rồi vua Bát Xê Na Đí như mọi người dân ở đó, là muốn đem sự trả mấy người này, muốn đem sự trả mấy người này. Nhưng mà lúc đó ông xin, ông xin lại là hãy bỏ đi cái lệnh đó, để mà những cái đứa này nó có cái khả năng để mà nó như là nó hồi tâm chuyển ý, có nghĩa là nó biết thành tâm sám hối với cái tội lỗi. Thì cuối cùng thì thật là như vậy, 5 người con này đưa ông về để mà nuôi phụng dưỡng ông đến ngày ông qua đời. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra để quý vị thấy rằng là đối với người cha cũng có tâm xã với con, cha và mẹ có đầy đủ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã. Thành ra đó mới Đức Phật mới ban tặng là một cái vị Phạm Thiên đó.
rồi là cái vị chư thiên ở ban đầu. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là trong cái xứ Ấn Độ, quý vị thấy rằng là hở tới cái gì người ta cũng đi cầu nguyện chư thiên hết. À, thì cũng vậy, cái người con dù cho có làm cái chuyện gì đó, à, hoặc là gặp cái nguy hiểm gì đó, cũng luôn luôn là tìm tới cha mẹ. Mà cha mẹ mà luôn luôn mà biết con là cái bị cái gì đó, thì cha mẹ vẫn cứu giúp. Chúng tôi nhớ là ngày xưa chúng tôi có quen một cái gia đình đó, một cái gia đình đó, trong gia đình đó có một cái anh chàng đó, anh thích đua xe lắm quý vị, anh thích đua xe lắm. Mỗi lần anh bị tai nạn đó, thì người ta báo về nhà cho mẹ ảnh, thì lúc nào thì bà cũng chửi và nói cho nó chết luôn đi, nó hết lần này tới lần khác đó, mà miệng thì bà chửi như vậy, nhưng mà bà cứ lui cui và tìm cái gì đó ở lần trước nhà. Thì mọi người ở trong nhà hỏi, ô bà tìm bà vừa chửi bà vừa tìm gì hả? Hỏi tìm đôi dép chứ tìm gì? Hỏi tìm đôi dép gì hả? Tìm đôi dép đi vô bệnh viện nuôi nó chứ làm gì? Thì quý vị thấy rằng miệng thì chửi, nhưng mà tai chân mắt mũi đó là lo đi tìm đôi dép, rồi xách giỏ, rồi đem tiền bạc, rồi đi đến bệnh viện đang lo cho con. Nhưng mà miệng vẫn chửi quý vị, cho nó cha nó luôn đi, cho nó chết luôn đi, nói hoài không nghe rồi này kia. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra đó, hồi lúc đó chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không có hiểu những cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà khi mà mình lớn lên á, mình nhớ lại mình mới biết rằng là cái người mẹ dù có nói gì đó, nhưng mà bà vẫn thương, bà vẫn thương cái người con. Phải nói rằng là cái tình cha mẹ và con cái, phải nói rằng là hình như là chúng tôi thấy rằng là nó có một cái sự mà nó liên quan sâu sắc, nó ảnh hưởng rất là sâu sắc. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật cũng nói là cha và mẹ là một cái vị chư thiên, một cái vị chư thiên mà luôn hộ trì mình đó. Rồi tới cha mẹ là hai cái vị thầy đầu tiên trong đời. Thật ra quý vị biết rằng ngày hôm nay mà chúng tôi mỗi lần mà chúng tôi mà có một cái thời gian rảnh mà chúng tôi ngồi ở trên xe, chúng tôi mở Facebook ra là chúng tôi coi, thật sự ra không dám coi nha quý vị. Nhiều khi mình chỉ muốn lên trên đó mình nhìn tin tức, ví dụ như là cái lớp học viên Nguyên Như Kỳ Viên, hay là cái lớp học Buddha Thâm Má, hoặc là lớp học Pháp Cú Kinh gì đó, hoặc là các vị Phật mà mình quen ở trên đó, mình muốn coi tin tức là của người này người kia. Nhưng mà quý vị biết mỗi lần mà lên Facebook đó, mình thấy cái hình ảnh ở Việt Nam mình rất là buồn quý vị. Chồng thì đánh vợ, đánh mà chúng tôi nói rằng là phải nói là đánh giống như là tù mà nó tra tấn nhau. Nè, hai tay thì đứng bám ở trên một cái gác, rồi chân thì dẫm lên cái người phụ nữ đó, chân dẫm lên cái người phụ nữ đó như vậy, hoặc là không thôi là toàn là những cái vụ đánh ghen. Rồi hết cái chuyện đó rồi thì đến cháu ngoại thì ngồi chửi bà ngoại, rồi hết cái chuyện đó rồi đến con thì đánh đập cha mẹ. Thật sự ra chúng tôi không hiểu rằng là tại sao mà cái thời buổi này nó, cái tình người nó chúng tôi không hiểu rằng là tại sao mà cái tình người ở tại Việt Nam á, bây giờ nó quá xuống cấp rồi quý vị. Nó quá xuống cấp rồi. Có nhiều khi á, quý vị biết không, chúng tôi đi ở trên đường, mình nhìn qua những cái trạm thu phí cũng vậy. Hãy mà mình ngồi ở bên, mà mình ngồi trên xe mà mình đi ở bên Thái Lan á, mình qua trạm thu phí ở bên Thái Lan, mình thấy người ta, ai người ta làm việc với nhau, người ta cũng nở một cái nụ cười. Người ta có một cái nụ cười nó rất là thân thiện. Dù cho người ta cũng biết mình là ai, mà mình cũng biết người ta là ai. Nhưng mà chúng tôi không hiểu là ở bên Việt Nam là bị vướng vào một cái văn hóa gì rất là kỳ cục. Cái ánh mắt là luôn luôn lúc nào cũng nhìn có cái, cũng như nhìn có cái sự phân biệt. Phân biệt về giai cấp. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy không, tất cả chúng ta tất cả chúng ta đâu có giai cấp gì đâu quý vị. Tất cả chúng ta đó là đang nằm ở trong cái lưỡi hái của tử thần,
tất cả chúng ta đang nằm ở trong cái lưỡi hái của tử thần, tất cả chúng ta ở trong cái sự phối của già, của bệnh, của chết, của già, của bệnh, của chết. Quý vị biết, quý vị biết cách đây một dạ, cảm ơn Nguyên Như, 10:30 hả? Dạ. Quý vị biết cách đây một tuần lễ là buổi tối chúng tôi ở trong bệnh viện Chợ Rẫy để mà chúng tôi lãnh xác của một cái người dì bà con để mà về chùa lãnh đá. Quý vị biết chúng tôi đứng ở trong đó có chưa tới 10 phút. Chúng tôi nhớ nếu mà chính xác là 6 phút thôi. Mà quý vị biết rằng là coi như là 4 người chết liên tục, tính luôn gì chúng tôi á. Nhà ở Mỹ thì ngược lại hả, ở Mỹ ngược lại vợ ăn hiếp chồng, đánh chồng không à. Vậy mà cũng ráng để cho người ta đánh. Vậy mà chúng tôi nghe nói là có nhiều người cũng thèm bị đánh lắm. Thì ở Việt Nam thì chồng đánh vợ, còn bên Mỹ thì vợ đánh chồng. Nhưng mà chúng nghe nói là có một số ông chồng bị đánh cũng thích bị đánh, thành ra nhiều khi còn đưa cho đánh nữa. Quý vị biết không, thật ra đó, chúng ta do chúng ta không có cái duyên lành mà chúng ta biết được Phật Pháp. Chứ chúng ta biết được Phật Pháp đó, là chúng ta rằng là tất cả mọi người ở đây đều nằm ở trong cái quyền lực của bệnh hoạn hết. Đó, quý vị thấy không, vài năm nữa là chúng ta toàn gặp nhau trong bệnh viện thôi. Vài năm ta đều già, mà không biết vài năm nữa chúng ta còn gặp nhau nữa không, là cái sự chết nó đến với mình. Thành ra mình mà suy nghĩ kỹ, mình thấy không có cái gì. Thật sự na đó, chúng tôi nói với quý vị thì nhiều người ta không hiểu thì người ta nghĩ chúng tôi hơi nói quá. Chứ thật sự ra bây giờ nếu mà có một cái nơi chốn nào đó, mà có cái điều kiện, thí dụ như chú xứ rồi thức ăn rồi chỗ ở để mà tu tập đó, hình như là chúng tôi cảm thấy nó thích hơn quý vị. Ở chùa chúng tôi hiện giờ cũng có một vị sư lớn tuổi, 65 tuổi rồi. Giờ quý vị biết không, là coi như là mổ banh cái càng cổ với cái lồng ngực rồi, mổ để đút ống vô thở. Rồi bệnh viện báo cho biết là coi như là bị ung thư phế quản, rồi bị bú nó xung quanh ở đó. Mà hỏi bây giờ trị theo Tây Y là sao, hiện ta mới nói rằng là nạo vét mổ hết, là kể như là từ bây giờ đến chết luôn, là coi như là không có nói chuyện được. Rồi chúng tôi hỏi mổ nạo vét ở trong đó hết rồi làm gì nữa, ta nói nếu mà không hết thì xạ trị. Rồi khi mà xạ trị không hết thì quá trị không hết rồi sao nữa, rồi người ta nói là luôn. Có nghĩa là quý vị đường nào cũng, đường gì đâu mà toàn là đường chết không quý vị. Có nghĩa là thành ra bây giờ quý vị biết là cái ngực của quý vị nó phải khoét một cái lỗ, rồi người ta thọc cái ống vô tới phổi, rồi nó còn một cái ống thòng ra ngoài để thở, là coi như là giờ cái miệng cái mũi là hết thở rồi đó, là thở từ ngay chỗ cái ngực mà bằng cái ống đó. Thì coi như là chúng tôi nói ra những cái câu chuyện này, quý vị thấy rằng là rõ ràng sư này là chúng tôi rất là cảm mến cái vị đó. Là ở trong một cái ngôi chùa, quý vị biết không, là coi như là chăm sóc cái ngôi chùa rất là kỹ, rất là kỹ càng. Thậm chí có nhiều khi ở trong chùa hư những cái đồ vật mà nó tới 2-3 triệu đồng, 2-3 triệu đồng. Mà đối với một vị sư già ở trong chùa, quý vị, thì có đi lễ ở đâu, đâu có ai cúng gì đâu, mà chắc mót từ đồng, rồi đắp vô sửa chữa ngôi chùa.
bao giờ đòi hỏi chúng ta. Thành ra chúng tôi á, quý vị biết không, cái vị sư đó là coi như là kề vai sát cánh với chúng tôi cũng rất là nhiều. Đối với sư Huy Niệm thì thuyết giảng phụ, còn cái vị sư đó thì coi như là chăm sóc cái ngôi chùa, à, chăm sóc cái ngôi chùa. Hình như mấy ngày trước chúng tôi ăn cơm với mấy sư đó, chúng tôi nói hồi lúc trước đó, có sư Tịnh Đức. Sư Tịnh Đức nó khi mà ở trong chùa thì cây cối trồng thì rất là ngay, sân thì lúc nào quét cũng sạch, giờ nào việc đó mà làm rất kỹ, mà làm rất là siêng, mà tự nhiên làm được 2-3 năm cái ung thư gan chết luôn, mà ung thư gan chết luôn. Chúng tôi cũng không hiểu sao mà mấy người nào mà phụ mình á một cách nhiệt tâm á sao chết sớm, chúng tôi không hiểu được. Quý vị, mấy vị nào mà nói chung là mình mấy vị đó mà giỏi á, mà phụ mình một cách mà nhiệt tình á, à, với một cái chân tình rất là thật á, thì không biết sao mà chết sớm đây. Đó. Thôi bây giờ trở lại với cái bài học á, thì quý vị thấy rằng nói đến cái công ơn của cha mẹ đó, thì nhắc sơ sơ là chúng ta biết rồi, à, nhắc sơ sơ là chúng ta biết là cha mẹ là bậc đáng cúng dường rồi. Đó. Vậy thì khi mà nhắc đến những cái điều này đó, thì quý vị thấy rằng công ơn của cha mẹ do cao lớn như vậy, thành ra chúng ta phải hiếu thuận, chúng ta phải chăm sóc cho cha và mẹ. Nếu mà chúng ta chăm sóc không á thì không có được, chúng ta lo cái vật chất không á thì không có được. Là tại sao chúng ta cái chỗ này chúng ta quan trọng nha, chỗ này chúng ta quan trọng. Khi mà chúng ta biết cái công đức của cha mẹ rồi mà chúng ta lo, thí dụ như là cái chuyện mà nhà ở hoặc là đấm bóp to tay thô chân cho ăn, nói chung là mình lo về cái điều kiện vật chất ngay trong cuộc sống này như vậy đó thì cũng chưa có đủ. Tại sao? Tại vì Đức Phật nói là mình chỉ dỗ về được ở trong cái kiếp sống này thôi. Còn đối với cái nghiệp của cha mẹ mình thì coi như là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nói chung là nó rất là nhiều, mà dòng sanh tử luân hồi này sao mình tránh được. Đó, thành ra Đức Phật mới khuyên rằng là cái người con á, ngoài cái chuyện đó phải làm sao trao dồi đức tin cho cha mẹ của mình. Đó, thì mình làm sao mà cha mẹ mình phải tin với Tam Bảo, tin nhân và quả của nghiệp. Có nghĩa là nếu mà mình không hướng dẫn được, mình phải tìm một cái vị sư nào đó để mà thuyết giảng cho bà nghe, cho cha, cho mẹ mình nghe, để cha mẹ mình có đức tin. Chứ đừng có để mà cho cha, cho mẹ mình mà nói rằng thí dụ như là những cái tư tưởng mà cổ hủ, vật dưỡng nhân, rồi nhân dưỡng vật, rồi có cung có cầu, đừng bao giờ. Đối với tu tập tin nhân quả, mình tin về nhân quả chứ chúng tôi thật sự ra có nhiều người tối ngày không có cung sao có cầu, không có cầu sao có cung, nó rắc rối lắm quý vị. Bây giờ mình sát sanh là mình có tội bây giờ rồi đừng có hỏi rằng là tại có mình ăn rồi mới có người ta giết, đừng có hỏi vậy. Bây giờ là mình nên nhớ là mình có làm hay không làm, mình có làm hay không làm. Nếu mà mình làm chuyện bất thiện là mình sẽ bị cái quả báo đó. Thành ra nếu mà mình không tế độ được cha mẹ mình có đức tin, thì mình phải tìm những vị hòa thượng hoặc là những cái vị nào đó có kinh nghiệm, hoặc là mình đi học, tự mình đi học, học cho kỹ, học cho kỹ về thuyết giảng cho cha mẹ mình nghe. Bây giờ không tin, chút nữa hoặc là sau này, vài năm sau này sẽ tin. Đó, thì cái người con vậy mới gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Rồi phải khuyên cha mẹ mình có cái cha gá, có nghĩa là có cái sự dứt bỏ, mình bố thí để chi? Để dứt bỏ lòng tham. Để dứt bỏ lòng tham, chứ mình không cần quan tâm. Cũng như quý vị thấy rằng những lần trước chúng tôi cũng nói
mình đã bố thí bánh mì cho người ta ăn, mình bố thí bánh mì cho người ta ăn, thì bất một cái, cũng như quý vị biết ở bên Việt Nam có cái gia đình đó để cái một cái tủ bằng kiến, rồi khoét một cái lỗ tròn để vừa đủ cái bàn tay thọc vô đó mà lấy ổ bánh mì ra ăn, thì người ta để gì, người ta bố thí, thì người ta thấy rằng có những người giàu có đi xe xịn cũng ngừng lại đó rồi cũng đi vô đó lấy cái ổ bánh mì của từ thiện ra ăn đó. Thì cái người mà bố thí á, người ta mới thắc mắc, người ta nói tại sao bà giàu quá mà bà cũng vô đây lấy bánh mì từ thiện ăn. Chúng tôi gặp, chúng tôi khuyên liền, chúng tôi nói mình đã bố thí rồi, không có phân biệt. Bây giờ bà nó, bà đeo hột sòn, bà lấy bánh mì từ thiện ăn cũng kệ bà đó. Nếu mà bà là cái người mà có tam quy ngũ giới nữa, tôi cho bà ăn 10 ổ luôn đó. Cái phước mình nó lớn quý vị, cái phước mình nó lớn. Rồi cái người mà người ta chạy xe thuê, chạy xe ôm thì bà ăn mình cũng hoan hỷ. Cái bà nó, bà đeo hột sòn, bà lại bà ăn mình cũng hoan hỷ luôn. Đã mình dám bố thí rồi mình không có sợ nó. Nhiều khi á, những cái bà đó đó, mà bà là cái người mà thí dụ giống như Nguyên Trang, Nguyên Như là cũng khỏe, phải không? Đang là người có tam quy ngũ giới, người ta kể, người ta đeo hột sòn, kể người ta nó không ăn, đó, mình có phước quý vị. Giờ quý vị cúng dường cho, quý vị cúng dường cho thiền sư, phải không? Quý vị cũng tham vậy, mà mình có cái phước nhiều. Đó, thành ra chúng tôi mới nói rằng là mình ngoài cái chuyện mà mình hướng dẫn cho cha mẹ mình bố thí, mình phải giải thích rành rẽ cái chỗ này. Đối với gia đình mình cũng vậy, khi mà gia đình mình đi đến mà nhận những cái phần lỡ đường, nhận những cái phần từ thiện đó, mình cũng có cái sự hoan hỷ, mình có vui đó. Nhưng mà mình phải biết chủ yếu cái điều mình làm đây là cái gì. Cái điều mình làm đây là để mà mình dứt bỏ cái lòng tham, chứ không phải là mình đi chăm sóc những cái người đó, không phải là mình lo tất tần tật về cái cuộc sống của người đó. Đó, thành ra cái sự bố thí của mình là như vậy. Rồi mình phải hướng dẫn cho cha mẹ mình. Cái điều thứ ba nữa là trì giới. Trì giới, quý vị biết đó, mình trì giới, mình giữ gìn thân khẩu ý mình được an tịnh, nó không rơi vào những cái điều những cái điều ác quấy đó, thì đó là mình mới trả ơn cho cha mẹ một cách đầy đủ đó. Rồi cái thứ tư nữa là trí tuệ, có nghĩa là mình làm sao để cho cha mẹ mình có những cái quyển kinh, có những cái bài học, hoặc là những cái suy nghĩ về cái trí tuệ, để mà chi quý vị, để chán ngán cái cuộc đời này đó. Thì ngoài cái sự mà mình làm cho cha mẹ mình có đức tin, có bố thí, có trì giới rồi, mình hỏi cha mẹ mình, cha mẹ ơi, cha mẹ có biết hay không, già nó sẽ đến như mình, bệnh nó sẽ đến như mình, rồi một ngày nào đó mẹ con ta phải chia tay nhau đó, thì có dịp, có lúc mà thì mình sẽ nhắc nhở những cái điều này. Nói chung là mình biết thờ mà mình nhắc nhở, mình biết thờ mình nhắc nhở quý vị. Chứ thì có nhiều người chúng tôi thấy hàng tuần hay là sáng sớm gặp nhau trong cái thời gian ngắn cũng nhắc, ôi trời, già đến là vô thường đến, phải nói hợp thờ, phải nói đúng thờ mình mới tế độ người ta được. Còn cũng như thật sự ra đó, quý vị biết đó, chúng tôi cũng có mấy cái vị sư bạn tối ngày cái suốt trong quá trình sanh tử luân hồi này là toàn là mùi, suốt trong quá trình sanh tử luân hồi này là toàn là đất nước lửa gió, nó hoài, nó phải đúng thờ quý vị, nó phải đúng thờ. Nói xong rồi nó nát ra rồi toàn là làm chuyện gì tranh cãi rồi tùm lum hết, chi cho nó mệt đó. Nó đúng thờ, cái gì nó cũng đúng thờ quý vị đó, thì nó mới có cái kết quả cao. Nó mới có cái kết quả cao. Cũng vậy, mình tế độ cha và mẹ mình cũng vậy nữa. Khi nhất là nhắc đến cái sự mà chán ngán về cái thân này, chán ngán về thân này, giờ quý vị thấy mà mấy người ta mà đang, người ta đang có cái sự kiêu hãnh về cái thân này, thì mình cũng phải từ từ mình lựa, là mình lựa cái lúc nào đó nó thích hợp mình nói. Chứ người ta đang kiêu hãnh mà mình nói vô thì nó không có được đó. Thì rồi nếu mà cha mẹ mà bây giờ đã chết rồi, thôi chỉ có làm phước hồi hướng cho ông bà thôi.
À, làm phước hồi hướng cho ông bà thôi. Thì ở đây á, chúng tôi đang nói về cái chuyện mà cha mẹ còn tại tiền. Còn nếu mà cha mẹ mà đã chết rồi á, thì mình phải làm phước để mà hồi hướng. Thì chúng tôi nói về những cái điều này nhiều để cho chúng ta nhớ lại là mình đang còn cha và mẹ ở trong gia đình, là cũng như là còn Đức Phật ở tại tiền vậy đó. Mình phải ráng mình lo, mình phụng dưỡng. Chứ thật sự ra nếu mà còn thời gian dài đó, là chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị nhiều. Phải nói rằng là trong cái xã hội ngày hôm nay đó, thì mình nhìn về cái tình người của mình đó, là nó rất là lợt lạc quý vị. Rồi đối với cha mẹ cũng vậy. Đối với cha mẹ và con cái đó, thì chúng tôi biết được ở bên nước ngoài cũng có nhiều gia đình rất là lợt lạc với cha mẹ. Và ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, chúng tôi cũng có những người thân khi mà mẹ của người ta, cha của người ta nằm ở trong bệnh viện, mà người con cứ tối ngày cứ lo đi họp, rồi lo đi đi học bồi dưỡng nghiệp vụ gì đó quý vị. Chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ những người đó, bây giờ tôi cho rằng anh sẽ lấy được cái bằng bồi dưỡng nghiệp vụ rất là tốt. Anh sẽ lấy được cái bằng đó. Rồi anh lấy cái bằng đó anh để đâu? Anh bỏ vô cái hòm của mẹ anh hả? Anh bỏ vô cái hòm của mẹ anh hay sao? Hay là làm bây giờ mà đang còn sống thì anh làm anh đủ gạo, anh nuôi vợ nuôi con được rồi. Thì bây giờ mẹ anh đang nằm ở trong bệnh viện, ba anh đang nằm trong bệnh viện, anh phải nỗ lực thêm. Anh phải nỗ lực thêm là anh nghỉ bớt cái công việc của anh nữa đi, để mà anh lo cho cha và mẹ anh được một chén cháo hoặc là được một ly đá chanh cũng được, một cái ly nước đường, một cái ly trà đá đường, một cái ly đá chanh cũng được. Thật sự ra quý vị biết không, cái cơ thể của mình khi mà bệnh nó thiếu đủ thứ chuyện hết, hoặc là khi mà mình đi ra ngoài nắng, bình thường mình ở trong nhà, thật sự ra đó quý vị biết ở bên Việt Nam nè, bình thường quý vị ở trong nhà đó, nhà nào cũng giờ cũng có tủ lạnh hết rồi. Nhà nào cũng có tủ lạnh hết rồi, nhà nào cũng có chanh, có đường, có muối, thậm chí có mật ong, có sữa rồi. Nhưng mà quý vị ở trong nhà không nhiều quý vị thèm hết. Mà thử quý vị bệnh coi, quý vị biết mấy bữa nay mà khi mà chúng tôi ho đó, nó ngộ nghe, nó càng ho nó càng thèm nước đá. Mà chúng tôi biết, quý vị biết không, chúng tôi dặn ở trong tâm không uống, lúc nào cũng đọc cái câu đó. Mà cuối cùng cũng uống hai ly, thành ra quý vị biết hôm qua nay nó ho dữ. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để cho chúng ta biết rằng là khi mà cha mẹ mình về già rồi đó, tự nhiên nó thèm này thèm kia đủ thứ chuyện hết, rồi nó mệt mỏi rồi nó đủ thứ đó. Thành ra nó cần mấy cái sự chăm sóc, cần phải chăm sóc, cái sự chăm sóc của người con đó. Thành ra đó, nếu mà người nào tin về nhân quả, người nào mà tin về cái lời của Đức Phật dạy, thì hãy mau mau để mà chăm sóc cha và mẹ. Nếu mà cha và mẹ của mình còn, mà mình chăm sóc phải như thế nào quý vị? Thứ nhất là mình phải phụng dưỡng cha mẹ chu đáo bằng vật thực thuốc uống, rồi y phục chỗ ở quạt nồng đắp lạnh, rồi sớm thì thăm tối thì viếng. Đó là mình chăm sóc như vậy. Rồi khi mà trái gió trở trời, mình cũng phải có cái sự tận tình nữa. Đó, như vậy mới gọi là cái người con có hiếu. Đó, rồi còn cái chuyện mà công việc của mình, là ba cái bồi dưỡng nghiệp vụ hay là ba cái chuyện mà làm giàu thì thôi, mai mốt mà lỡ mà có nghèo thì mình ăn bữa cơm nó cũng hơi đạm bạc tí xíu thôi. Rồi xong rồi mai mốt mình cũng đi theo cái diện đoàn tụ luôn rồi. Cần cái gì mà phải lo cái chuyện mà bản thân mình nhiều nữa, đó mình phải xét cho kỹ, là bên tình bên hiếu đồ này kia mình phải xét cho nó kỹ đó. Rồi đối với cái đó là đối với cái vật chất, còn đối với cái tinh thần á, thì coi như là mình làm sao mình không để cho những cái lời nói của mình vô ý làm cha mẹ mình buồn. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng á, đối với những người nặng ngộ lắm, cái tinh thần, cái tâm lý, cái tinh thần con mình mà nó nói nặng mình tí xíu thôi, mà có nhiều khi hiểu lầm thôi nhá quý vị, hiểu lầm thôi là người ta buồn ở trong tâm là sanh bệnh, buồn ở trong tâm là sanh bệnh thôi.
Đó, thành ra chúng ta cũng phải cố gắng là chúng ta tránh những cái điều này. Đó. Rồi còn cái chuyện mà mình dẫn dắt cha mẹ vào chùa nghe pháp bố thí, mình học thiền định đồ này kia đó, thì á thì coi như là thì coi như là mình phải làm rồi, phải cố gắng mình tìm cái cách nào đó mình làm. Rồi khi mà một người con á mà làm được những cái điều đó đó, quý vị biết nó ở trong kinh, ở trong chú giải của cái bài kinh hạnh phúc này nói rằng á, cái người con được nhiều cái quả báo lắm, cái người con được nhiều cái quả báo lắm. Người con mà biết đền đáp công ơn cha mẹ đó, cái người con đó sẽ không có bị mất những cái lợi lạc từ vật chất cho đến tinh thần. Cái người con mà biết đền đáp công ơn cha mẹ đó được những cái điều do kinh sợ. Cái người con mà biết đền đáp công ơn cha mẹ đó sẽ thoát được những cái tai nạn như là nước lửa binh. Quý vị thấy ghê không? Những cái tai nạn đó nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Đó, những cái người con á mà biết đền đáp công ơn cha mẹ đó thì sẽ được các bậc trí thức ban tặng những cái quà tặng hoặc là những cái danh tiếng vân vân. Đó, rồi sẽ được có quyền cao chức lớn. Đó, rồi cái người con mà biết chăm sóc cha mẹ đó là luôn luôn được mọi người người ta ngợi khen. Cái điều này chúng tôi bảo đảm có. À, cũng như chúng tôi ưa chỉ cho mấy chàng thanh niên ở thời nay đó. Không có cần mà phải làm cái gì mà giật le với những cái cô thiếu nữ áo dài hết á. Chỉ sáng sớm là chở mẹ đi chợ, về quét nhà, lau nhà, đó ngồi cầm cái tờ báo đọc chơi vậy thôi. Chúng tôi nói rằng là những tà áo dài là coi như là bao nhiêu của tà áo dài là đổ vô một chỗ, đổ vô một cái căn nhà đó thôi, chứ khỏi cần mà đi. Chúng tôi nói với những cái chàng thanh niên mới lớn, khỏi cần đi ra quán cà phê ngồi, khỏi cần đi ra những cái quán chè bưởi hay là những cái bàn pizza gì ngồi, khỏi ra chỗ đó ngồi. Chúng tôi chỉ cho một chiêu một thôi, cứ sáng chở cha chở mẹ gì đó đi chợ rồi đi về nhà, xong rồi ngồi quét nhà lau nhà đó, lấy cái chiếc xe ra ngồi lau, xong rảnh pha ly nước, nước cam nước chanh gì đó ngồi uống, cầm tờ báo đọc, cầm tờ báo che mặt lại ngủ cũng được nữa. Trời ơi, chúng tôi nói là coi như là mấy cái tà áo dài mà tan trường về là đều nói vô hết nha. Mỗi ngày nó làm vậy là người ta ngó vô hết, tự động người ta để ý đến người ta tìm hiểu chứ mình khỏi cần đi ra ngoài cái bàn pizza hoặc là cái quán chè bưởi hoặc là cái quán sinh tố gì cho nó mệt. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cái người mà biết chăm sóc cha và mẹ đó là coi như là cái quả báo mà được khen ngợi của khắp mọi người ở khắp mọi nơi. Cái đó là có thiệt, ngay trong hiện tại nó sẽ chỗ. Lúc trước chúng tôi nói rồi, không có cần tốn sức nhiều. Trời ơi, ở nhà mình mát mẻ, ăn uống đầy đủ nữa. Đó, rồi nó nhiều lắm quý vị. Chăm sóc mẹ và cha đó, mình có sự báo hiếu chăm sóc mẹ và cha đó, nó nhiều lắm. Những kẻ bất lương mà hại mình á, cũng có chư thiên người ta đến để mà người ta hỗ trợ nữa. Rồi mình bị tai nạn cũng có chư thiên đến hỗ trợ nữa. Thôi, nó nhiều quá, nó nhiều ăn đứt quá, thành ra bây giờ kể không hết quý vị. Và kẻn chùa tới giờ độ ngọ cũng đánh lên rồi. Thành ra chúng tôi kết thúc cái buổi giảng này nào quý vị nha. Hôm nào chúng tôi rảnh thì chúng tôi sẽ tiếp tục lên lớp để chia sẻ. Chắc đây là hứa chứ giờ một tháng sau mới trở về tới Việt Nam nè quý vị. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, mong quý ngài có được phước báo để an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị tu nữ, các vị Phật tử luôn luôn được thiện bệnh kinh an, được an vui trong giáo pháp của Đức Phật.
Gautama, và xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn được các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị long vương càng đắc bà não quỷ a tu la, những chúng sanh dạng so, những chúng sanh phúc mật phúc mài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp tính. Và tụi con biết sư cũng bận nhân lực biểu dữ lắm mà cũng ráng vô lớp với tụi con trước khi sư đi. Dạ con chúng con cầu xin Tam Bảo gia hộ cho sư chuyến đi lần này của sư qua tới Ấn Độ thuận buồm xuôi gió và thành công để đem cái niềm vinh hạnh về cho nước của mình. Và con một lần nữa con xin kính tri ân sư và con xin cầu mong cho sư được mọi chuyện bình an thuận lợi. Dạ và con thấy bây giờ thời gian cũng còn vài phút nữa, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể dạy cho chúng con thiền vài phút bạch sư. Và con không biết sư có được nghe âm thanh cũng như được không bạch sư Thanh Tâm. Dạ con xin nhân mất lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật, thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy kheo pháp tính rất nhiều. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ là 10:35, bây giờ mời quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút nha. Ngồi tĩnh tâm, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Rồi, mời quý vị trở về với hiện tại, thấy cái tư thế, thấy biết thân tâm của mình.
Mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào đạo tràng. 5 phút tịnh tâm đã trôi qua. Sư xin thay mặt chư Tôn Đức Tăng phút chúc chư đạo tràng. Bhava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha nuva ve na sana sothi bhavan tu te bhava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa dhamma nuva ve na sada sothi bhavatute bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nubhavena sada sothi bhavantute. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Rồi mời Nguyên Như hồi hướng đến chư thiên ạ. Xà thú xà thú xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cũng Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để cùng nhau hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề hoa tạ sanh ti huy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê tạ anh tâm tạ thầm ma đà nê na phá văn tu pu chi ta so thần ca ron tê tha huy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình ca vô xà ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha te sam be bi đúng kha sa ca ron tu san ca yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bung ga la san khô hô tu sa măng go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba quê di tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đăng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc Đà Khóa Vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại cho Nguyên Như kỳ viên vào ngày mai. Sẽ lại là ngày của sư huy niệm giảng cho chúng ta tiếp về vấn đề ni tiên vấn đạo. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.